Xin chào các bạn. Hôm nay thầy Quyến xin giới thiệu với các bạn là một số cái tính chất của dung dịch natri hydroxit. Thứ nhất là tôi cho dung dịch natri hydroxit vào một cái cốc nước để tạo ra cái nồng độ tính nhiệt nó hợp lý. Sau đó tôi cho vào một ống nghiệm một ít dung dịch natri hydroxit. Ống nghiệm 1, ống nghiệm 2, ống nghiệm thứ 3 do tác dụng axit sulfuric và axit chloric nó không có kết tủa. Do đó mà tôi mượn chất trung gian là phenol phthalein. Vậy tôi được hai cái ống tiếp theo có màu hồng. Tôi cho vào ống nghiệm thứ nhất vài ml dung dịch axit chloric. Vậy cái ống nghiệm chứa natri oxit hỗn hợp natri oxit phenol phthalein có màu hồng cho axit vào thì cái màu hồng bị mất, chứng tỏ rằng là phản ứng giữa natri oxit và axit chloric đã xảy ra. Tôi cho tác dụng axit sulfuric và ống nghiệm có màu hồng thứ hai và cái hiện tượng là mất màu hồng.